Việc học trên môi trường trực tuyến giúp rút ngắn khoảng 40 đến 60% thời gian hoàn thành toàn bộ kiến thức, tiết kiệm từ 50 đến 70% chi phí. Nhiều ứng dụng khác nhau dựa trên nền tảng di động khác nhau nhằm thu hút người học sử dụng nguồn giáo dục bằng các tài liệu giảng dạy được đăng tải trên web. Chính những lý do đó đã khiến cho nhu cầu sử dụng máy tính sách tay tăng lên trong thời gian gần đây. Là một học sinh cấp 2 thì việc học trên mạng thì chiếm khoảng 50%. Trong thời đại công nghệ thì em nghĩ là laptop cũng rất cần thiết đối với những người học sinh. Từ những ngày đầu tháng 7, tại địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận, nhiều bậc phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên đã đến các cửa hàng kinh doanh máy tính để tìm mua thiết bị phục vụ cho năm học mới. Theo các cửa hàng kinh doanh máy tính, lượng khách tăng khoảng 10 đến 20% so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng chung thì tôi thấy là cái lượng mua sắm ở thành phố và nông thôn thì gần như là nó như nhau rồi. Dạ, cái nhu cầu thì họ, nhất là nhu cầu họ sắm sửa cho con em thì cũng nhiều. Cái lượng bên tôi cung cấp cho về huyện nông thôn là cũng có đấy, cũng có số lượng đấy, tầm 10 đến 15%. Mỗi năm nó sẽ một khác. Dạ, họ sắm nhiều hơn. Năm nay, sản lượng máy tính khá đa dạng, phân hóa theo nhu cầu cụ thể. Đối với các tác vụ cơ bản thì laptop PC Core i3 Ryzen đáp ứng đầy đủ phục vụ cho công việc và học tập, có giá từ 6 đến 10 triệu đồng. Phân khúc đồ họa gaming từ 15 đến 30 triệu đồng. Dòng sản phẩm mới laptop AI, dòng laptop có chip tích hợp trí tuệ nhân tạo AI có giá từ 19 triệu đồng. Bên cạnh những sản phẩm mới, phân khúc hàng cũ và dịch vụ sửa chữa bảo hành máy những ngày này cũng sôi động không kém. Như khoảng ví dụ tầm một cái máy cũ thì hẳn cũng mềm giá hơn so với máy mới. Như tầm máy cũ thì khoảng 5 triệu đổ lên thì có một cái máy dùng thích được rồi. Những cái máy cũ quá thì phải nâng cấp những cái linh kiện thêm để cho chạy mượt mà hơn cho con học. Theo tôi thấy thì khi tung ra thị trường thì khách hàng thường quan tâm đến đồ bên về cấu hình. Cấu hình họ muốn lựa chọn cấu hình để phù hợp với công việc học tập. Cũng nhằm để đón mùa mua sắm tựu trường, các đơn vị bán hàng chuẩn bị nhiều chương trình kích cầu khuyến mãi hấp dẫn tới khách hàng, đặc biệt là các đối tượng học sinh sinh viên. Tuy nhiên, các siêu thị cửa hàng máy tính cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu học tập, mua tại các địa điểm uy tín nhằm đảm bảo về chất lượng.